Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến toàn thể mọi người. Thì hôm nay ngày Chủ nhật, lời nói đầu tiên thì Phúc Luân xin kính chúc cho mọi người có một buổi cuối tuần đó, một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình ha. Thì Phúc Luân đang quay cho mọi người, đây là toàn cảnh bên cái phần tiện của Phúc Luân. Thì Phúc Luân mấy hôm nay cũng khá là bận luôn và lên video rất ít và không có thời gian để tâm sự với mọi người đó. Thật sự ra là rất là bận luôn. Mấy hôm nay nè, bây giờ đang phải soạn tiệm lại để cho cái dịp này cũng gần Tết rồi đó, soạn lại cho nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, rồi cho nó gọn gàng để một cái cửa tiệm trưng bày bán hàng cho nó hoành tráng hơn, cho mọi người nhìn vô cái tiệm cho thấy nhiều cái máy hơn và muốn đi vào xem nó cũng dễ. Và trên này thì Phúc Luân sẽ thiết kế một cái dàn máy cắt cỏ nè. Đấy. À, một cái dàn máy cắt cỏ bên này. Rồi bên đó thì bên này cũng vậy. Đó. Thì toàn bộ là Phúc Luân thiết kế hết. Cho nên thời gian nó cũng hơi bận. Và những cái đơn hàng Phúc Luân đóng hàng trong cái mùa dịch này nè. Thì Phúc Luân cũng tranh thủ để kịp cho những cái đơn hàng mà mọi người đặt cho nó xong ha. Đó. Thì ở bên này, bên phần này thì em quay qua thôi. Thì những cái video này em quay qua thì em chỉ nói sơ qua để vài bữa rồi mình có thể xem lại đó, sau một năm qua mình có thể thay đổi những gì đó, mình chỉ quay sơ qua để sau đó mình xem lại và mọi người cùng xem đó. Rồi bây giờ em sẽ đi qua cái tiệm của em nhé. Đây là bên kho đó, bên đó là tiệm nè và đây là bên kho nè. Rồi bên kho ngày hôm nay á, em cũng hôm nay cuối tuần nè, em cũng quay cho mọi người xem đó. Thì và sale cái giá rẻ cuối tuần cho mọi người, cho nó suôn sẻ trong vòng một tuần qua đó. Rồi thì hôm nay Phúc Luân cũng khá là buồn và rất là bực mình. Một ngày Phúc Luân nghe rất nhiều cuộc điện thoại đó, nhưng mà chiều hôm nay Phúc Luân vừa nghe một cuộc điện thoại từ khách hàng cũng khá là lâu rồi, cũng từ trước dịch, cũng có đặt mua hàng bên hàng Phúc Luân. Nhưng mà hôm nay Phúc Luân sẽ đính chính lại một điều rằng Phúc Luân là một người bán hàng uy tín, không có sự lừa đảo ở đây. Đấy, không có sự lừa đảo ở đây. Bởi vì tiệm nè, máy móc nhìn là không có một cái lối đi. Và đặc biệt địa chỉ có cụ thể rõ ràng và máy gửi rất là đúng, và nếu có sai thì Phúc Luân sẽ sửa ngay chỗ đó, và nếu có thiếu đồ Phúc Luân sẽ bù, và nếu có thắc mắc Phúc Luân sẵn sàng bỏ thời gian ra để mà chia sẻ trong công việc và chỉ khách hàng của mình phải làm như thế nào và làm như thế nào để cho máy móc nó chân chu đó, chứ Phúc Luân không phải là một người lừa đảo. Và gọi đến không nói chuyện đàng hoàng và chửi bới Phúc Luân và những lời thô tục. Đấy, chính cái máy của Phúc Luân bán ngày hôm đó là đúng như vậy. Trong video Phúc Luân có quay nói đàng hoàng ở cái máy đó 32 ly là nòng đúng 32 ly sẽ có thông số kỹ thuật và đòi phốt này phốt nọ bên Facebook rồi Zalo. Thì mấy khách hàng đó thì Phúc Luân cũng nói rằng Phúc Luân sẽ không cần đó, không cần luôn. Bởi vì những khách hàng như vậy Phúc Luân sẽ không cần, tại vì sao? Rất mất thời gian và rất bực mình, bực bội, tiền không được bao nhiêu mà lại còn mang cái tiếng là kẻ lừa đảo, biết lừa đảo bao nhiêu đó, lừa đảo. Nếu mà lừa đảo thì không có cái số hàng như vậy để mà bán cho mọi người. Rồi bây giờ Phúc Luân sẽ cho mọi người thấy, và kể cả anh có xem được cái video này đi chăng nữa thì Phúc Luân cũng sẽ nói rằng Phúc Luân sẽ là kẻ lừa đảo hôm nay. Thì đây là những cái đơn hàng của em bán từ trước tới giờ, nhưng mà trong này thì nó cũng 3 tháng, vỏn vẹn là 3 tháng. Tính đến ngày hôm nay, những cái đơn hàng nó bưu điện đóng dấu đàng hoàng đây, ngày 23 tháng 8 này. Nói có sách, mách có chứng, chứ mất công rồi nhiều lúc lại kêu là bị lừa đảo này kia. Đấy, đơn hàng vỏn vẹn của em, bất cứ đơn nào cũng có đóng dấu của bưu điện cả. Đây, mọi người xem qua, nếu mà ai hiểu về Phúc Luân rồi đó, thì mọi người xem, người thông cảm cho Phúc Luân. Nhưng mà hôm nay Phúc Luân thật sự là rất là bức xúc luôn, cho nên phải nói ra thôi.
phải nói ra để sao, để không có còn cái bức xúc để trong lòng nữa, cho nó nhẹ người. Đây, đây là những đơn hàng ngày 18 tháng 10 này 2024 này. Đó, 11 tháng 10 này. Đó. Rất là nhiều đơn hàng. Đây. Đó, những đơn hàng gần cuối này, ngày 4 tháng 8 này. Đó, ngày 4 tháng 8 này. Đó, đơn hàng sau về đây này, ngày 1 tháng 9 này. Đó, ngày 4 tháng 8 này. Đó. Đây, có những cái đơn hàng về cuối đây. Đó, ngày 4 tháng 8 này. Đó. Là tổng cộng vỏn vẹn ở trong đây á, Phúc Luân sẽ cân lên cái cân cho anh thấy. Đây, đây là một cái cân nha. Đây là cái cân nó vạch đích là từ số 0 này. Vạch đích là từ số 0 ha. Đây, đây, mở cái đèn lên cho anh xem nè. Để tại sao? Tại sao em lừa đảo mà em lại bán được với những cái đơn hàng mà khách hàng thân thiện của em đặt rất là nhiều hàng mà tại sao gọi là lừa đảo, vì nó rất là buồn. Đấy. Đó, 1 kg giấy mà để bán những cái đơn hàng cho đến tay khách mà xài thì không có thắc mắc gì mà mình nhận lại những lời cảm ơn. Và còn lại thì hôm nay anh gọi điện anh chửi em thì hôm nay cũng khá là bực bội luôn. Đấy. Thì tức ra là bán hàng thì hàng bãi mà mọi người mua hàng bãi đúng không? Hàng bãi nè, về nhiều lúc em nói thiệt không phải nói là hàng bãi nó đẹp hay xấu, mà em mua nguyên một cái lô như vậy nè. Đó, mua nguyên một cái lô trà bá như thế này mà có con giật nó cứng máy, có con giật có hơi được, mà có con nó thiếu đồ, rồi đủ đồ tùm lum hết. Em phải vô đồ này kia các kiểu, chứ đâu phải một con máy bãi mà ngon lành đâu. Hàng bãi Nhật bây giờ nó đóng công là từ bên kia về, nó phải đóng công chất này kia, mưa nắng nữa. Có những con máy nó tồn tại đến 20 năm, 30 năm rồi đó, nó mới về được, lết xác về được cái Việt Nam này mà để mình đăng bán. Đây là mình nói chuyện để cho mọi người hiểu hơn về em thôi, chứ thực chất ra nó cũng không có đáng đâu mọi người. Đây, đây là những con máy bãi ha. Có những con là giật nó kêu cọc cọc luôn. Nó nói thẳng ra là mua một cái con máy đó là mình phải chấp nhận rủi ro luôn, là nó hư luôn. Chẳng hạn như cái con này, em sẽ quay cho mọi người xem, em còn chất trong đống nè. Đó, giật nó kêu cọc cọc đấy, là con này nó bị hư gen rồi đó mọi người. Đó, là con này thì chỉ có bỏ thôi, chứ bán thì sao mà xài. Đó, nói đơn giản vậy thôi. Và một cái con máy em bán cho anh trai ấy, thì anh mua với giá nó hợp lý, rất là hợp lý luôn. Mà trong khi đó em bán cho anh đúng không, trước dịch 2 tháng trời, mà bây giờ anh xài xong, xài cho đã đời, anh quay qua anh chửi em là bán hàng không có tâm, rồi bán hàng lừa đảo. Là lừa đảo như thế nào em chả hiểu được, em không hiểu được luôn. Mà còn văn tục chửi thề nữa thì bỏ tay. Đó, em quay cho em xem, cho anh xem đó, để coi mà lừa đảo là lừa đảo như thế nào đây. Có những cái đơn hàng của em nè, hôm nay mà nói thật là rất là buồn. Mà ai nói gì mình cũng được, nhưng mà đừng có chửi mình, bởi vì mình làm đúng. Đó. Đây, đơn hàng thống kê là từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 20 tháng 21. À, 2021 đến ngày 6 tháng 11 nè. Tổng đơn hàng của em đi là 683 đơn. Thì chia ra trung bình trong vòng một ngày thì em sẽ đi trên được 10 đơn. Đó. Và cái tiền cước thì nó rơi vào đến 49 đến 50 triệu là tổng cái tiền cước. Đây. Đó, tổng tiền thu hộ là có rất là nhiều luôn. Đây, đây 683 đơn nhé. Đó. Đây là đã trả tiền và chưa trả tiền nè. Đó. Đó, đây là tính đơn trong vòng 3 tháng thì làm sao mà có cái sự lừa đảo ở đây được? Nếu mà lừa đảo một cái trang mạng lớn như thế này mà bán hàng, không phải là một trang mạng lớn, xin lỗi mọi người, đây là một trang hàng bán, một cái trang YouTube bán máy nhỏ nhoi thôi đó, chứ không phải là lớn. Nhưng mà sao mình phải có cái sự uy tín ok, ngon lành đàng hoàng hết, và cái lời nói của mình nó có giá trị thì mới thu hút được khách hàng, mới bán được hàng cho khách hàng. Và bán hàng, đúng sản phẩm và về xài ok thì mới có sự giới thiệu của nhiều người, và nhiều người đó cùng nhau mua và tiếp tục nối theo là có nhiều người, người ta giới thiệu nữa để mua, để ủng hộ cho Phúc luôn. Đó, thì làm sao mà có sự lừa đảo ở trong đây? Nếu mà nói về một khía cạnh lừa đảo là không có rồi, hoàn toàn không có. Đấy. Rồi, bây giờ cái tâm sự của Phúc luôn chỉ đến đó thôi. Rồi, bây giờ Phúc luôn sẽ quay bán máy cho mọi người. Đó. Rồi mọi người ai sợ Phúc luôn lừa đảo thì đừng mua. Mà nếu mà ok
thì mua ủng hộ giúp Phúc luôn. Rồi tối ngày hôm nay Phúc luôn sẽ sale giá cho mọi người để xem có lừa đảo hay không, mà mọi người xem rồi được thì cứ mua nhé. Đó, đây tối nay Phúc luôn sẽ cây vô luôn. Rồi em sẽ quay bán cho mọi người đây. Bây giờ hôm nay em cũng soạn ra được một mớ đầu nha, nãy giờ giải tỏa hết những cái bức xúc rồi. Em sẽ lấy cái dẻ lau cho khô đi. Đó, bây giờ là hôm nay đúng là ngày chủ nhật này, em quay cho mọi người xem nè. Đây đó, hôm nay thứ bảy nha. Đây là cái cùng giờ của em đang làm việc nè, thứ bảy nè, 19:49 đó. Em quay xong là em lên là em đăng bán cho mọi người luôn đó. Quay cái giờ làm việc của em thì bây giờ ban ngày sửa máy ở tiệm, còn ban đêm thì chịu khó quay clip bán hàng cho mọi người nhé. Mọi người cùng đón xem nhé. Nếu mọi người ai yêu quý em thì để lại cho em một comment, rồi chia sẻ kênh cho em, rồi đăng ký kênh theo dõi ha. Rồi đây là hai cục TF Kawasaki TF nhé. Đây TF 24 nè, con này có đề nè, con này có đề ha. Rồi một con này, con này là không có đề nè, hai con này. Đây rồi, hơi hám là em giật được hết nè, ok nè. Đấy, con này có đề, nó kêu rẹt rẹt nè. Rồi hai con này em ký hiệu là số 1, hai con này em ký hiệu là số 1 đi. À, số 1 ghi trên đây cho dễ nhìn, mờ quá. Số 1 nha mọi người, hai này em ký hiệu là số 1 đi. Đó, em sẽ xem lại clip sau khi mọi người chốt đơn. Hai cặp này em bán cho mọi người là 550, 550 một cặp TF này nha mọi người. Đó, mọi người cứ mua thoải mái. Đây, em sẽ xem video lại và em để một góc đó, rồi ngày mai em sẽ soạn đúng cái đơn hàng mà em quay trong tối nay, chứ em ít khi nào bị soạn bị lộn đơn hàng lắm. Đấy, rồi. Con máy cưa này nè. Hàng bãi Trung Quốc xuất Nhật. Lam xích là lam của nó là lam em đo là thấy 40 á, nhưng mà mặt cắt của nó thì tầm khoảng mô phỏng của nó tầm khoảng là gần 35. Rồi em bao hơi nha. Đó, bao hơi giật được, không cứng máy, hàng bãi về, không phải sử dụng tại Việt Nam. Đấy. Rồi con này số 2 nha, con số 2 ha, em bán 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu con số 2, con máy cưa ha, con này màu cam nha. Đấy, 1,1 triệu nha mọi người. Rồi mọi người cứ xem. Rồi con số 3 đi, con số 3 là con Kawasaki TD33. Con này là con số 3. Con này giá 1,000,000. Rồi em bao hơi lửa, bố nghiêm chỉnh ngon lành. Nắp xăng bể, em thay nắp xăng mới. Rồi còn này thì khóa xăng này thì bị bể nè, bên Nhật nó làm luôn nè, chắc còn dùng ok nè. Rồi em bao hơi lửa nhé. Đấy, giật hơi hám ok hết, em sẽ bao hơi. Con số 3 1,000,000 nha cả nhà. Rồi, con số 3 1,000,000 ha. Em bỏ vô cái góc nào để ngày mai soạn chứ lộn đơn. Rồi con số 4, con số 4 con này là nó sản xuất tại Trung Quốc nha, Trung Quốc nhưng mới xuất qua Nhật, hàng Nhật bãi về. Con này lam xích ok nha, em giật hơi thôi. Đó, hơi hám là giật là như vậy đó, ok ngon lành hết nè. Lam có nè, xích thì còn nè. Đó, xích thì nó lỏng lẻo nha. Đó, thì em đăng sau em bán vậy luôn. Để em lau ra nha. Rồi con này số 4 nha mọi người. Đây em có ghi trên đây con số 4 nha. Rồi mọi người cứ xem cái video nó đúng cái con máy đó, là mọi người cứ đặt rồi con nào em gửi ngay con đó. Rồi con số 4 con này em bán 1,000,000 đi. Đó con này em bán đúng 1,000,000 nha. Đây em có ghi nè, 1,000,000 con số 4 ha. Đấy, trên video em quay sau là em bán vậy, em giật hơi thử luôn á. Đó, rồi ok. Con số 4 nè, 1,000,000 nè. Rồi, cứ móc đại ra vậy đấy. Con số 5. Con này con số 5, cái cục này, con này cục máy sát. Cục máy sát mà còn bên sân con nè. Rồi còn lửa nè. Con số 5 nè. Con này 100,000. Rồi con này chuyển cho em cái cạc 100,000 đi. Rồi, con số 5 ha. Chụp giật không có, bình xăng lớn có. Rồi buri còn nè, bình xăng còn nè. Rồi lửa còn, mặt nạ còn nè. Úi giời, nói chung con này cũng còn nhiều ha. Để coi lăn không. Đó. Con này còn lăn nha. Đó, có hơi nha. Rồi, cục này số 5 100,000 nha mọi người. Hôm nay em xả giá
xài ra hết cỡ luôn. Con số 6 này. Này, để lâu ngay đây chơi dễ nhìn ha. Này, con này con số 6. Con số 6. À, em ghi trên cái mặt này nha, chính mặt này ha, bút đỏ em tìm cái bút lông đen mà không thấy. Con số 6 là cái con G2D. G2D nha. Con này thì phải gọi là hàng đỉnh rồi. Con này em là nó chưa xài luôn á. Này, dây giật nè. Đó, quay cho mọi người xem nè. Đó, cái dây giật là biết nó mới cỡ nào ha. Con này con số 6 nha. Đó, không có bình xăng lớn nè. Rồi, bình xăng con rồi có nè. Công tắc đồ đầy đủ hết. Rồi, con này quá mới đi. Con này giá lấy lô mà. Con này bán 600. Đó, 600 nha. Con này về đấu vô bình xịt là chạy là thiên thu luôn á, không biết sao nữa. Nhớt chuẩn là con này em thấy bán xài bền lắm. Đó, con số 6 nha, 600 nè. Rồi, tiếp theo ha. Rồi, tiếp theo đây là những cái bộ bình xăng con của hàng Com đời mới á, Com rồi Komatsu rồi đó. Trong đây là có Boe nè. Boe có vú bơm nè. Này là em sẽ chắc soạn ra chắc đủ bộ á, chắc không biết đủ bộ hay không. Boe rồi bình xăng con nhé. Cái này thì em bán cái giá bình xăng con thôi là 120.000 là cái bình xăng con nhé. Đây, còn xài tốt và bình xăng con này hoàn toàn là bình xăng bãi chứ không phải hư nhé, chưa qua xúc rửa. Và 120.000 là cái bình xăng con. Và nếu mà có bộ Boe á thì mọi người thêm cho em là 40.000 là 160, là bao gồm nó có vú ốp xăng luôn nha. Đó, bao gồm có cái vú ốp xăng này luôn nè, là 160.000. Và cái phíp này á là 20.000 một phíp. 20.000 một phíp nhé. Rồi, thì trong đây dọn dẹn chắc đủ một chục cái á. Đủ một chục cái hoặc là hơn tí. Thì mọi người cứ xem rồi được thì mọi người lấy nhé. Rồi. Rồi, tiếp theo cái cục này nè. Cục này cục gì không biết. Cục này là em nhìn thấy là nó là cục Tanaka. Cục Tanaka ha. Cục này cục Tanaka đi. Cục này hồi nãy số. Rồi, bây giờ cục này qua số 7. Cục này bán 180 đi. 180k nha. Đó. Cục này nòng bọng còn ok nè. Đó, lửa còn nè, bori còn nhá. Nòng còn nè, hơi còn nè, gen còn nè. Rồi chó giật nè, bình xăng lớn nè. Ở nhà ai xài cái mẫu này á thì lấy cục này về để dành lấy đồ. Một cái cục lửa thôi là bình thường á là 120.000 là em tính là giá bình thường nha. Rồi thêm cái bình xăng lớn này 50.000 nữa là thành 180.000 chưa? Còn dư cái nòng rồi con chó rồi nè. Cái bộ này bình thường em bán 40.000 nè. Đó. Rồi, con số 7 180k. Nó tối hôm nay cũng quá đuối mọi người. Con số 8 ha. Chắc nghỉ sớm. Rồi, con số 8, con này con Estin 020. Đây 020 ha. Không biết dục con kho cũng lâu lắm rồi nè. Rồi cái con này có lam xích luôn nè. Này em quay lên cho mọi người xem nè. Con này lam xích nè, lam xích của nó còn gen watt của su đàng hoàng nhé. Con này em giật hơi nha. Thôi, con này hơi thì bá chém vào chét rồi. Rồi, con này về mọi người tự dọn nổ. Để em bán cho mọi người con này 1.4 triệu. Rồi, con này 1.4 triệu nhé, đầy đủ lam xích luôn. Về mọi người tự làm nổ ha. Con này để em giật xăng, giật hơi lại nè. Ui, hơi giật không nổi luôn. Làm cả ngày giờ giật cái máy muốn đuổi cái tay luôn nha. Rồi, con đó thì này con số 8 1.4 triệu nè cả nhà. Con số 9 ha. Đấy, con này con số 9. Con số 9 em ghi dưới cái đít này đi. Rồi, con số 9 con này G2D nè. Giật hơi nè. Rồi, con này hơi hám em giật ok ngon lành. Bố bọng ok nè. Bố bãi này là bình thường là 90.000 đến 100.000 một bộ đó. Rồi, con này bán 500. Rồi 500.000 con số 9 nha. Rồi mọi người chịu khó theo dõi video của em nhé. Đó, con số 9 nè. Tiếp theo con số 10. Con số 10 bóc cái cục này đi. Con số 10 ha. Con số 10. Con số 10 nè. Con này thì giá của nó chắc 750. Rồi 750 nha. Đó, quá đẹp luôn. TD Kawasaki 24 em sẽ bao hơi nha. Rồi, ok. Rồi thì tối nay em sẽ chốt cho mọi người nhiêu đây đi. Tại vì clip này nó cũng hơi dài á. Nên là chốt 10 con đi ha. Rồi còn lại ngày mai. Ngày mai em sẽ chốt sale cái đầu kia cho mọi người nha. Rồi hai bộ lam xích này, lam 60 hay 70 2 4 lam 60 nè, 2 4 6. Rồi hai cái bộ lam 60 nè, xích lớn nhá, lam và xích luôn 600.000 một bộ. Đó, latin đồ đầy đủ. Latin đầy đủ.
Latin đầy đủ nè. Rồi mọi người xem rồi, rồi mọi người lấy bộ nào cũng được, xích là còn ok ngon lành hết nha mọi người. Rồi thì cái lô tối ngày hôm nay thì em quay qua cho mọi người 10 cái thôi. Rồi ngày mai em sale giá rồi em xả hàng tiếp. Rồi thì mọi người vừa rồi cũng nghe Phúc Luân nói rất là nhiều rồi, cho nên là mọi người mua hàng của Phúc Luân mọi người hãy hiểu và thông cảm cho Phúc Luân luôn. Đó là Phúc Luân cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mua hàng trong Phúc Luân trong những cái thời gian vừa qua. Phúc Luân một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ cửa hàng Phúc Luân trong thời gian vừa qua. Rồi, bye bye mọi người nha. Chúc cho mọi người có một giấc ngủ thật là ngon nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người.